FZF150. Bị tuột nồi, hư nồi như nè. Thay nguyên bộ nồi mới thì tìm chiếc xe khách. Đây, nồi cũ của nó đây. Tuột hư hết đây nè. Bố nồi tuột chai cứng ngắc. Anh em nào chạy FZF bị tuột nồi, máy yếu, hao xăng, nóng máy, cứ qua tiệm xe Khánh nè. Khánh nhận thay nồi cho anh em. Thay nguyên bộ nồi mới luôn nha. Bao mạnh, bền, bóc, tiết kiệm xăng. Chưa sang số, sang số, sang số 2. Thời gian thay nồi khoảng nửa tiếng là xong anh em ha. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ, tất cả ngày cũng còn. Anh em tới ngay góc ngã tư Thành Thái 3 tháng 2, Thành Thái Nguyễn Chí Phương bản 2 đó. Chạy vô cái hẻm 462 đường bản 2, số nhà 15 nha anh em. Tranh thủ tới sớm là xong sớm nha ha. Yamaha em dẹp đừng có bóp nữa, đừng có bóp luôn. Xe Ấn Độ nha nè. Anh em tranh thủ tới sớm là xong sớm nha ha. Khỏi chờ đợi. Mở cửa 8 giờ mở cửa. 8 giờ tới 5 giờ. Rồi, chào tất cả anh em.